Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn bộ tai vạn tổng hợp có mã là IT3870. Và bây giờ mình sẽ mở hộp sản phẩm này ra. Đây là toàn bộ sản phẩm. Thì trên đây là các đầu tuyếp, hay còn gọi là các đầu khẩu. Khẩu này là khẩu nhỏ nhất, có kích thước là 11mm. Tất cả các khẩu này là đều là khẩu lục giác và là khẩu loại ngắn. Đây là khẩu 23 ly. Khẩu này thì là có độ lớn trung bình. Đây là khẩu lớn nhất. Là khẩu 32 ly. Trong bộ sản phẩm này có một khẩu dài là khẩu 21 ly, khẩu lục giác loại dài. Các bạn nhìn thấy đấy, đây là cần xích lực. Cần xích lực này có chui là được thiết kế dưới lặn nhám. Khẩu này, cần xích lực này có mã là 0732, IT0732. Trông rất đẹp, có tông màu đỏ, đen, trắng. Và đây là một cần xích lực loại dài, loại thẳng và dài. Chiếc cần xích lực này thì có độ dài khoảng 36 cm. Và sản phẩm cuối cùng trong bộ này đó là một đầu tuyếp nối dài có mã là IT1247. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau.